Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi vừa thực hiện xong một ca hair shop lông mày cho chị My, một vị khách rất là xinh đẹp của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị My một lát nhé. Thì em chào chị My ạ. Chị My cho em hỏi là chị My đến từ đâu ấy ạ? Chị đến từ Hà Nội. Vâng, thì cái lý do vì sao mà chị My lại biết đến DK ạ? Chị bạn chị giới thiệu. Tức là bạn của mình đã từng làm dịch vụ tại DK đúng không ạ? Vâng, theo như em được biết thì trước khi mà được làm lông mày mới thì chị My đã trải nghiệm qua cái công nghệ hút laser mày cũ. Thì chị My có thể chia sẻ cho em là cái tình trạng lông mày cũ của chị My như thế nào không ạ? Tình trạng lông mày cũ của chị đỏ đậm, dáng không được đẹp. Vâng. Vậy trong cái quá trình hút laser tại DK thì chị My có bị đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Chị không. Và cái quá trình diễn ra rất là nhanh đúng không ạ? Với cái công nghệ Laser Picomark tại DK thì chuyên gia của chúng tôi đã xử lý được hết cái gốc mực đỏ của chị My rồi. Và ngày hôm nay thì chị My đã được trải nghiệm cái công nghệ Hair Shop. Đây là một cái công nghệ mới nhất hiện nay. Và bây giờ xin mời máy quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể chiếm ngỡ được cặp lông mày mới này của chị My nhá. Master Ngon Minh Vương của chúng tôi thì với cái công nghệ mới này thì đã che phủ được toàn bộ tất cả những cái nhược điểm ở lông mày của chị My rồi. Như chúng ta có thể thấy thì chị My hầu như là không có lông mày. Nhưng tuy nhiên thì với cách xếp sợi siêu thực, siêu tự nhiên thì nhìn như thế này thì khó có thể là có ai nhận ra đây là một cái cặp lông mày được sửa, đúng không ạ? Đó. Và chị My ơi, không biết là sau khi làm xong lông mày thì chị đã được ngắm nhìn cái cặp lông mày của mình chưa? Chị rất là hài lòng với lông mày mới. Vâng ạ. Cái dáng mày này sao chị thấy như nào? Tại vì em thấy cái dáng mày hơi cong mà nhìn mà chị rất là tây, rất là xinh. Vâng, thì sau khi mà trải nghiệm xong hai dịch vụ tại DK thì chị My có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Chị cảm ơn bọn em đã làm cho chị cặp lông mày rất là ưng. Dạ vâng, ngày hôm nay thì các bạn chăm sóc chị có chu đáo tận tình không ạ? Có. Vâng, thay mặt đội ngũ DK thì em chúc chị với cái cặp lông mày mới này thì chị sẽ luôn luôn xinh đẹp và tươi tắn rạng rỡ như thế này nhé chị My nhá. Cảm ơn. Nếu như mà các chị em cũng muốn sở hữu những cặp lông mày xinh này, tự nhiên như chị My, và nhất là những cái chị em mà đang có những cặp lông mày chỗ đỏ, chỗ xanh hay là những cặp lông mày hỏng, lỗi thì các chị em hãy gửi ngay cái tình trạng lông mày của mình trực tiếp qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn cho tất cả các chị em chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình dành cho các chị em nhân dịp 8 tháng 3 nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị My ạ. Xin chào cả nhà.